tác với Huawei là những ai. Không một công ty nào có thể tự hoạt động mà vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu. Tất cả đều cần tới sự hợp tác để đảm bảo nguồn cung ứng, nghiên cứu công nghệ, sản xuất và bán hàng. Do đó, việc Huawei bị ngừng hợp tác bởi các đối tác nước ngoài sau lệnh cấm của Mỹ có thể để lại hậu quả nặng nề hơn những gì mà chúng ta nhìn thấy. Dưới đây là danh sách những công ty đáng chú ý nhất đã công khai ngừng hợp tác kinh doanh với Huawei bằng nhiều hình thức khác nhau. Google ngay sau khi Huawei bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, Google tuyên bố sẽ thu hồi quyền truy cập của hãng đối với dịch vụ Android. Theo báo cáo từ Bloomberg, Google sẽ cắt nguồn cung cấp cho cả phần cứng cũng như phần mềm. Tin này đã giáng một đòn mạnh vào Huawei, vì tất cả điện thoại của hãng đều đang chạy trên hệ điều hành Android do Google nắm trong tay, đồng nghĩa với việc hàng triệu khách hàng của Huawei có thể không được cập nhật ứng dụng, nâng cấp bảo mật và chịu nhiều sự gián đoạn khác. Sau khi Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố cho Huawei 90 ngày trước khi lệnh cấm hoàn toàn bắt đầu, Google cho biết họ đã tạm dừng hoạt động đình chỉ Android, nhưng điều này chỉ đơn giản là trì hoãn chứ không thể tránh khỏi. Qualcomm Các công ty sản xuất chip có trụ sở tại Mỹ như Qualcomm cũng nhanh chóng hành động sau lệnh cấm của ông Trump. Ba ngày sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen, Qualcomm đã thông báo với nhân viên của mình rằng họ sẽ không cung cấp chip cho Huawei cho tới khi có thông báo mới. Microsoft Microsoft chưa chính thức đưa ra tuyên bố nào về mối quan hệ với Huawei, sau người ta đã sớm phát hiện thấy nhiều dòng laptop của Huawei như dòng Matebook đã biến mất khỏi trang web bán hàng online của Microsoft. Hiện, laptop Huawei chỉ chiếm khoảng 2% thị phần trên toàn cầu. Intel. Intel là một tên tuổi lớn khác trong ngành sản xuất chip công khai cắt đứt với Huawei, mặc dù theo Bloomberg, Huawei đã dự trữ linh kiện gồm các chip xử lý và các thành phần khác để đối phó với lệnh cấm. Ngoài ra, LumenTum Nhà sản xuất linh kiện điện thoại của Mỹ cũng tuyên bố họ đã ngừng vận chuyển các bộ phận cho Huawei, hãng cho biết Huawei chiếm tới 18% tổng doanh thu trong quý gần nhất. Panasonic, người khổng lồ công nghệ Nhật Bản Panasonic hôm 16 tháng 5 tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với Huawei, "Chúng tôi đã dừng tất cả các giao dịch kinh doanh với Huawei và 68 công ty của tập đoàn do chịu lệnh cấm của chính phủ Mỹ", một phát ngôn viên của hãng cho biết. ARB đơn vị thiết kế chip ARM của Anh đã truyền thông điệp cho các nhân viên của hãng nói rằng họ hãy dừng tất cả các hợp đồng đang hoạt động, các quyền lợi hỗ trợ và mọi cam kết đang chờ xử lý với Huawei. Sở dĩ một công ty ở Anh ngừng hợp tác với Huawei là bởi bên trong thiết kế của họ chứa công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ. Tuy nhiên, ARM chỉ là đơn vị cấp phép cho công nghệ chứ không tự sản xuất chip. Thông thường, các công ty thường mua giấy phép từ ARM trước vài năm, nghĩa là Huawei có thể sản xuất chip trong từ hai. 3 năm tới mà không gặp phải trở ngại gì. Vodafone 3 O2 Nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Anh, Vodafone, hôm 15 tháng 5 tuyên bố sẽ ngừng triển khai kinh doanh các mẫu điện thoại 5G của Huawei, dự kiến là vào ngày mùng 3 tháng 7. Chúng tôi đang tạm dừng các quảng cáo cho Huawei Mate 20X 5G tại Anh, một phát ngôn viên của Vodafone cho biết. Đây là một biện pháp tạm thời trong bối cảnh không chắc chắn sự tồn tại của các thiết bị 5G mới do Huawei sản xuất, chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ di động là EE, 3, O2 của anh cũng lên tiếng ngừng ra mắt SMAZTPHONE 5 g của Huawei, tất cả đều coi đây là biện pháp tạm thời để lắng nghe thông tin từ phía Mỹ. Liên minh EU, phi, thẻ nhớ SD. Liên minh EU, phi, Q, F, E Lion trong một thông báo cho biết họ sẽ tuân thủ quy định gần đây của Bộ Thương mại Mỹ và đã tạm thời hạn chế sự tham gia của Huawei trong các hoạt động của Liên minh Huy, phi dưới dạng đơn đặt hàng. Tuy nhiên, không có nghĩa là các thiết bị của Huawei từ nay không thể sử dụng mạng Huy, phi được nữa, lệnh giới hạn theo đó, sẽ chưa có tác động gì đáng kể tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Hiệp hội Thẻ nhớ SD cũng quyết định loại bỏ Huawei khỏi danh sách hỗ trợ, như vậy, các sản phẩm của Huawei trong tương lai như điện thoại, laptop sẽ không được hỗ trợ thẻ nhớ SD hay micro SD nữa. Nguyễn Nguyễn Theo Business Insider, TNVK,